Rồi chào các bạn nha, chào các bạn. Thì hôm nay mới mua một cái con vẹt các bạn, vẹt mũi đỏ nha. Thì cái con này mua 350 á. Con này mình mua 350 nha. Thì cái lông này nó dạng lắm, cái con vẹt này nói chung là vẹt mũi đỏ. Cái ức thì cái cánh này thì sẽ sẵn ra lông rồi nè. Nó sẽ sẵn ra lông xanh rồi nè. Nó biết kêu rồi. Ra lông búp rồi, chắc 2-3 ngày nó đầu nó ra lông rồi. Giờ mua tận ở Sài Gòn luôn. Lông đuôi thì cũng sắp ra rồi. Rất là đẹp không? Mỏ nó rất mỏng và đỏ nha. Mới được có 2-3 cọng lông cánh à. Giờ ăn thì nó ăn bằng cái bột nha. Mình có mua bột theo nè. Máy điện thoại thì khó lấy nét quá. Cái máy chụp hình thì khó lấy nét quá. Đây, nó ăn bột này nha. Mình phải cầm cái đầu nó là đút vô nó mới ăn. Không rồi nó giải không à. Đó. Nà, sau này nó dạng lắm các bạn, nó ăn cỏ đó. Nó cắn cỏ nó ăn kìa. Nghĩa là con vẹt này sau này nó dạng nó biết nói chuyện nè. À, ăn coi mày thì cái này là cái bột mình mua theo con vẹt luôn, 50 một 200.000 một ký lần mua. Nó ăn đó, đó nó ăn đó, nó ngoan lắm á. Thì mới mua chiều hôm qua thôi, để mình gắn lên cái chuyện máy ảnh cho các bạn xem. Dạ. Ăn cơ mày. Đó, đó, đó. Ăn coi. Nó không chịu ăn, nó đi mẹ rồi. Đây, nó đây. Cho bạn xem kỹ cái con vẹt. Nó là cái con vẹt mỏ màu đỏ nha các bạn. Thì cái lông nó ra mà thì hôm là nó chưa búp mấy cái lông này nè. Mấy cái lông này nó chưa búp, còn bây giờ sáng ngày nó đã nở nở ra chút xíu rồi, lông măng nó ra rồi. Rồi bây giờ sẽ cho nó ăn nha. Sao chứ bạn thấy, các bạn không thấy nó đây con vẹt nè. Nó là nãy chưa cho nó uống nước rồi các bạn. Nó ăn dữ lắm á, đưa nó lên là nó hả họng nó lên nó ăn à. Đó, sử dụng cái ống chích các bạn. Thì hai tuần hay một tuần đầu tiên các bạn cứ bơm ống chích vô nha. Nó ăn dữ lắm. Thì sáng ngày mình không có cho nó, trời ơi, cho chùi miệng chùi mặt chùi mày cho nó nữa. Thì sáng ngày mình không có cứ nhét nhét đại vô mà nó có ăn. Giờ mình bơm cơm chút trực tiếp cho nó ăn rồi nè. Nó ăn cho nó no đi, nó mau lớn chứ. Dữ nhớt quá nghe. Đó. Miếng nữa thôi nghỉ nè. Rồi. Đây thì có nghĩa là tầm một tuần nữa là có thể là nó sẽ lớn các bạn. Thì hiện giờ nó còn bé tí gì đó. Cái vẹt thì mỏ đỏ nha, mỏ đỏ thì dưới ức nó sau nó sẽ màu hồng. Thì không biết màu hồng không, mà hiện giờ chưa thấy nó màu hồng. Thì mình bỏ vô cái lồng này nè. Cái lồng này lúc trước là mua cái con két bơ hẩm á. Nó chết queo rồi. Không biết bỏ con vô có bị xui nữa không biết. Thì nó nằm ở trong cái ổ rồi nè. Nó giỡn rơm rồi nè. Nó rất là mạnh, nó giỡn nè.
chùi miệng chùi mài cho nó các bạn, nó nó ăn xong rồi nó ấy tùm lum nè, mình phải cầm nó thường xuyên cho nó dạng lên, sao nó sẽ dạng lên, nó quen với người rồi. Đừng nghĩ tay tao đi à, thế mà đi làm rớt á, đi làm rớt á đó. Nó kêu các bạn. Thì ngày sẽ cho nó ăn 3 lần nha, sáng, trưa với chiều. Thì mình mong là cho nó lớn, nó tự nó mổ ăn, thì lúc đó mình sẽ khỏe rồi, mình khỏi mình sẽ khỏi đút nó nữa, khỏi bơm chích cho nó nữa. Thì cái này cám nha, cám hay gì á, bột gì á, mình mua cái thức ăn cho vẹt luôn, đi theo luôn á. Chứ thì bây giờ nó chưa có ăn được, nó chưa có tự ăn được, mình phải buộc phải mua thức ăn cám rồi cho nó ăn. Thì cái cánh nó đang ra rồi, để hai bữa nó cho nó lớn lên. Cái cánh nó ra bắt đầu nó đẹp các bạn, cái đuôi nó ra nó là nó đẹp. Vậy thì mình báo giá là mình mua 350 luôn các bạn. 350 luôn nha. Lúc trước mình nuôi con vẹt nhưng mà cái mỏ nó màu đen, ở dưới ớt nó màu màu cái dưới ớt nó vẫn là màu màu hồng luôn các bạn, nhưng mà cái mỏ nó màu đen à. Còn con vẹt này mà lúc trước mình mua con vẹt kia là vẹt lớn luôn rồi, về nó vậy nó nhát lắm các bạn, về nó nhảy đùng 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 à. Còn bây giờ con vẹt này á, là sau này nó quấn theo người luôn, nó rất là nó đói nữa gì nè, nó há họng nè. Các bạn nãy bên kia nó hết một ống chích rồi, thì bây giờ cho nó nghỉ ngơi thôi, chùi mặt chùi mày cho nó nè. Nó cắn các bạn, nó cắn vô cái cọng cây này. Nó giỡn á, nó giỡn hết á. Rồi, để bỏ tiếp tục bỏ như cái lồng. Để nó bay ra, đây có mèo các bạn. Mèo là nó xử luôn á. Thì trước mắt thì còn nhỏ, cứ bỏ vô cái lồng đi. Rồi sau này mình sẽ bỏ ra ngoài luôn, khỏi cần lồng cũng được. Mà đây sợ cái gì, sợ có mèo các bạn. Đây nuôi mèo với chó là ghê lắm. Con mèo nó xử nó luôn à. Con mèo, tại sao con mèo nó thấy con chim nó thù lắm. Rồi, máng lên. Đó, vô lòng rồi nha. Nằm trống đi nha. Thì cái lòng này lúc trước các bạn, lúc trước mình nuôi con vẹt kia mà nó chết queo rồi, nó chết luôn. Rồi bây giờ mình bỏ con vẹt này vô. Lúc trước là con cát, còn cái con này là con vẹt. Mà để 2-3 ngày nữa coi, nó lớn, cái nó ra lòng rồi nó đẹp lên nè. Nó ngủ rồi các bạn, mới cho nó ăn nguyên cái ống chích luôn, nó ngủ rồi. Nó ngủ rồi. Rồi thôi cho nó ngủ nha các bạn. Thì sau này con vẹt là không có nuôi lồng được các bạn. Các bạn bỏ lên cây hay là cho nó đậu lên đây nè, xích nó lại. Mà chỉ sợ là ở đây có mèo các bạn. Có mèo là nó xử luôn á. Mèo nó thấy con chim với con gì này kia nó thù lắm.